Tôi khuyến cáo trước nha, ở đây bạn nào mà thích nối tóc thì đừng nên nghe chiếc video này. Như mọi người cũng đã biết, từ xưa đến nay nối tóc chưa bao giờ là lỗi thời hết. Bây giờ thì người ta có công nghệ tiên tiến và mình có thể biết được nguồn gốc tóc rất là rõ ràng. Giống như có những người ở trên vùng cao, người ta sẽ nuôi tóc và bán xuống cho những salon tóc. Còn ngày xưa thì mình sẽ rất là dễ bắt gặp những chiếc xe mà chạy qua chạy lại trước cửa nhà mình với những cái lời rao như kiểu là: ai tóc dài bán không? Ai mua tóc dài không? Thì nguồn gốc tóc được thu lượm từ rất nhiều nơi và bán lại cho những salon tóc. Và câu chuyện của tụi mình bắt đầu thôi ha. Cái cô gái này khoảng tầm 19 cho tới 20 tuổi và cái sở thích của cổ là đi salon nối tóc màu thời trang. Cổ làm tóc riết mà tiệm tóc quen mặt luôn, hễ có tóc đẹp là kêu. Một ngày nọ trong lúc đang đi làm thì cổ nhận được một cuộc điện thoại từ anh chủ salon tóc. Alo bé ơi, anh vừa mới thu được cái bộ tóc này dày với dài đẹp lắm mà tóc diêm chưa qua xử lý luôn. Bây giờ em chỉ cần lựa cái màu em thích rồi anh đắp thuốc nhuộm lên là nối cho em thôi. Ủa vậy hả anh, vậy em đi công việc về xong rồi em ghé qua anh liền. Hôm đó thì chị đi làm về rất là trễ, vì nôn nao cái bộ tóc quá đẹp không nối thì tiếc, nên chị quyết định đi qua salon luôn. Trời ơi anh ơi, tóc đẹp quá trời luôn á, anh nối liền cho em luôn đi. Thường thì nối tóc mất khoảng tầm 8 tiếng nên là chị này khoảng tầm 3 giờ sáng mới về tới nhà. Khi mà về tới nhà chị rất là mệt nên là quyết định lên giường ngủ luôn, không có vệ sinh cá nhân gì nhiều. Nhà của chị này thì được thiết kế theo kiểu một trệt một lầu. Và cái giường của chị thì cái đầu nằm ở đây nhưng mà cái chân hướng ra ban công. Cái cửa của chị ngay cái ban công thì phía dưới nó là nửa một cái cửa thiết, còn phía trên nó sẽ là kính. Lúc này đang nằm trên giường bấm điện thoại thì chị mới nghe một cái tiếng là cộc cộc cộc, giống như ai gõ thiệt mạnh vô cái cửa kính nhà chị vậy. Thì chị đó, chị nghĩ là giống như những cái hộp bàn mà ở trên mái tôn nó rớt xuống cái tôn nhà chị như bình thường thôi, nên chị cũng không có quay qua nhìn. Và chị tiếp tục bấm điện thoại thì khúc này cái cửa kính nó gõ mạnh hơn nữa, cộc 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 cộc, cái cửa kính vẫn tiếp tục gõ. Thì lúc này chị mới buông điện thoại qua một bên đó và nhìn ra ngoài ban công thì chị mới không thấy rõ, nhưng mà chị cũng đủ hình dung được là có một cái đầu người đang nhìn trân trân về phía của mình, nhưng mà cái đầu đó lại không có tóc. Thì lúc này theo một cái phản xạ tự nhiên nên chị hoảng hồn chạy xuống phòng ba mẹ của mình, rồi chị la lớn lên. Chị mới nói là ở trên phòng của con hình như có ăn trộm hay sao con mới thấy nó đứng ngoài cửa mà cái đầu nó trong lóc mà không có miếng tóc nào hết, nó nhìn chân chân vô cái giường của con vậy á. Ba mẹ của chị mới đi lên phòng kiểm tra thì thấy cửa vẫn khóa bình thường, ở bên ngoài cũng không có một cái tác động nào của con người đâu hết, mà đi ra ban công kiểm tra luôn cũng không thấy ai. Thì chị này mới lấy làm lạ, chị đó nói là rõ ràng hồi nãy là con thấy có người đứng đó nhìn con. Vì do còn rất là sợ nên là chị quyết định không có lên lầu ngủ, tối ngày hôm nay sẽ ngủ ở dưới phòng ba mẹ. Chị chùm cái mền kín mít luôn mà thức cho tới gần sáng. Thì mặc dù là thức cho tới gần sáng không dám ngủ, nhưng mà ở trong giấc mơ của chị mọi người biết kiểu ngủ nửa tỉnh nửa mơ không, thì chị mới thấy được là có một cái người đầu không có một cọng tóc nào hết, nhưng mà dí thẳng cái mặt sát vô cái mặt của chị như vậy nè. Trả tóc cho chị đi em, trả tóc cho chị đi, chồng của chị thích tóc của chị lắm đó. Thì trong lúc này giống như là cái vía trong tiềm thức của chị đó, chị đó mới phản kháng lại kiểu giống như là: chị ơi em lại chị ơi em lại chị tha cho em đi, ngày mai em lấy tóc em trả cho chị liền. Sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy thì chị này chạy liền ra salon tóc mà hỏi với cái anh đó là: ủa anh ơi, cái tóc của em anh lấy ở đâu vậy? Chị kể lại hết toàn bộ câu chuyện ngày tối hôm qua chị vừa mới gặp. Nguyên một cái tiệm tóc ai cũng sợ, anh này mới nói là anh cũng không biết nữa, tóc này là do tóc của anh thu mua lại của một người khác, tại anh thấy tóc đẹp quá nên anh mới lấy nối cho em. Và sau đó cái chị này quyết định là tháo tóc nối ra, từ đó về sau chị không còn nối tóc nữa. Theo mọi người nghĩ là cái tóc đó của ai và cái nguồn gốc của nó từ đâu?